thì nó sẽ có hai công cụ, để nó thực hiện cái việc là tâm hồn tay một lần, đúng không? Là công cụ đầu tiên là thu thuế, đúng không? Thu thuế. Next. Và công cụ thứ hai dùng thuế này để chi các bạn chi đầu tư, cho mình spending và chi chi phục. Thách và em mình sẽ đi thu thuế nhé. Các thu thuế mình làm ông giàu thì không chi đâu nhỉ. Và phân bổ thì được. Thách, em mình sẽ đi. Nó có hai công cụ. Thế thì mình sẽ có hai trạng thái của fiscal policy là expansion và contraction. Expansion và contraction. Thế thì đối với cả expansion thì bạn là chính sách mở rộng, đúng không? Chính sách mở rộng là được kích thích tổng thể về kinh tế, kích thích tăng trưởng tổng thể kinh tế. Thế thì bạn sẽ có cái chính sách này sẽ là gì ạ? Giảm thuế, đúng không? Giảm thuế và tăng chi tiêu. Và chính sách ở lại thu hẹp tổng cầu, chúng ta chặt thì mình sẽ có tăng thuế và giảm chi tiêu. Thế thì công cụ thuế này thì mình sẽ có direct tax và indirect tax. Thế thì cái này là không có quá là đi sâu vào direct tax. Này cũng một bài đi sâu các bạn, thì các bạn đều là giảm thuế và vừa làm. Thế còn đối với gam spending, thì chi tiêu chính phủ, một chi tiêu chính phủ thì với các bạn là tăng chi tiêu thì sẽ là tăng tổng cầu. Tuy nhiên chi tiêu chính phủ nó chia làm ba loại, các loại đầu tiên là bạn học rồi, nó là cái phần gì? Transfer payments. Loại thứ hai, transfer payment là gì ạ? Khoản trợ cấp. Và khoản thứ ba người ta gọi là capital spending. Capital spending là khoản đầu tư vào infrastructure. Có chi thường xuyên chi đầu tư. Chi thường xuyên chi phát triển. Thì khoản chi thường xuyên này là khoản chi mà cho hoạt động chi các chi phí thường xuyên và liên quan đến hoạt động y tế, giáo dục rồi tòa án các thứ chi trả. Mình sẽ khoản rất là lớn chi trả lương cán bộ công tổ chức nhà nước thì nó sẽ rơi vào khoản current spending chi trả lương công chức nhà nước, rồi chi trả các khoản dịch vụ liên quan đến tòa án, liên quan đến công an, police,
trường hợp bệnh viện, khoản chi trả bảo hiểm y tế. Thế còn khoản capital spending, khoản chi đầu tư phát triển này thì nó sẽ là khoản đầu tư chi để xây đường, xây trường, xây bệnh viện, xây đường, road, hospital, rồi là tóm lại là xây cơ sở hạ tầng, xây cơ sở. Thế thì trong ba khoản chi này, thì người ta bảo là đầu tư chi của chính phủ vào khoản capital spending này là cái khoản chi mà nó sẽ làm tăng hiệu quả của cái fiscal policy này nhiều nhất. Chi vào chi đầu tư phát triển thì sẽ làm tăng cái hiệu quả của fiscal policy nhiều nhất. Khoản chi này không có được gì. Thì mình sẽ có ba khoản chi, thì khoản chi cuối cùng tức là khoản chi infrastructure thì sẽ làm tăng cái hiệu quả của fiscal policy.